Nếu mua Robux thì các bạn có thể đến Robux Việt, nạp thẻ cào Việt trong 3 giây đến 1 phút. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer và All Star Tower Defense. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đi qua cái map Story Model, cái map mà đây, School Island. Đây là cái map cuối cùng nha, cái boss của School Island để lấy cái cây chổi chà ba gì đó. Tôi vẫn chưa có nó luôn, bây giờ tôi đi là tôi mới lấy luôn đó. Chẳng qua là mình hơi bị lười đi Story Model thôi. Thì hôm nay tôi sẽ dùng cái tem đốt cháy nha. Đó là Sanji nè, rồi Viêm Trụ nè, Acer nè, rồi Natsu nè. Có hai em là Bút Đam và Bút Tiền. Thì Natsu đã 1.000 tiền rồi, Armin đã up lên 1.000 tiền rồi. Tuy nhiên tôi vẫn đặt được thôi anh em. Thì tôi sẽ hướng dẫn luôn đó, tôi hướng dẫn anh em cách thì đặt luôn. Mình đặt không được nhưng mà mình xài chiêu là mình đặt từ từ được thôi. Rồi bây giờ thì vô. Rồi vô rồi, không biết cái map mình nó nằm ở đâu ta. À đây, cái nhà mình ở dưới đây anh em. Đảo đầu lâu không. Cái này trong một phim gì tôi quên rồi ta. Rít hả? Thôi kệ đi, phim gì không biết. Nói chung là tôi coi anime không có nhiều cho nên là nhìn cái map tôi cũng không biết cái map này là nó thuộc cái anime nào đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 500 tiền đầu tiên đúng không? Thì tôi không chơi skill. Skill đó tính là chơi là đặt bún mắm sau đó nét đó anh em. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đặt Sanji luôn. Đó, đặt Sanji cho nó đánh. Rồi đây. Thì Sanji sẽ không thể nào gánh tem được hết đâu, nhưng mà đặt gánh được một ít là được rồi. Nói chung là cầm hơi thôi để chúng ta sống sót đến khi mà chúng ta có Natsu. Chứ không thể nào mà gánh tem tốt được. Gánh tem tốt thì vẫn là Natsu thôi. Nhưng mà bây giờ 1.000 tiền. Lúc đầu tiên mới vô mà kêu có 1.000 tiền thì không thể có được. Nên admin cho có 500 tiền à. Cho dù bạn nét một cái đi nữa thì bạn chỉ có 650 thôi. 650 thì để dành đặt râu trắng được. Chứ còn đặt Natsu thì là chuyện không thể. Cho nên chúng ta có thể dùng cái con này. Đó, Sanji. Nếu bạn không có Sanji thì bạn dùng Natsu 4 sao cũng được. Để dành gánh tem lúc đầu nha. Gánh làm sao mà có đủ 1.000 tiền rồi đặt Natsu. Cũng không gấp đâu, gấp gánh phải tới màn 4 hay là màn 5 gì đó cũng được. Đây, quái thì hiện tại chỉ có 72 máu thôi. Em Sanji này thì là 20, 20 x 6 là 120. 120 thì gánh được hơi bị nhiều đó, nhưng mà quái nó sẽ qua. 1, 2, đây, sót 1, 2 con. Đó, thì sót 1, 2 con cũng bình thường, cho nó vô luôn. Nó mình chỉ mục đích là chiến thắng thôi, chứ không phải là đầy máu, cho nên nhà đầy máu hay không, không quan trọng. Đây, nhà tới 400 máu lận, cho nên nó qua thoải mái đi hết. Hai con này chỉ có 140 thôi, vô cho chẳng 300 tiền cũng được. Ý, chẳng luôn ta. 144, vô là chẳng 300 máu luôn đó. Số đẹp. Cho nó vô luôn nha, không cần phải cản nó đâu. Rồi, chuẩn bị nét một cái nữa nè. Nét cái để up bún mắm lên, rồi đặt Sanji luôn. Con này thì là 106, 106 thì Sanji đá vẫn chết queo thôi. Nó tem đốt cháy mà. Lên tiền. Đó. Quá vô nhà là anh em, chẳng 300 tiền luôn. Số đẹp đó, nãy số 444 nó hơi lẻ á, để 300 đi cho nó chẳng ha. Rồi nét một cái. Vậy thôi, vậy là có tiền để đặt Sanji nữa. Chắc vậy đúng không? Đó, thấy chưa? Có tiền để đặt Sanji tiếp. Nếu bạn không có Sanji thì sử dụng Natsu 4 sao nha. Hai em Sanji, một em đồ, một em cuối. Là gánh tem được tới khi mà có Natsu ra rồi. Tới Natsu ra rồi thì mình sẽ bán em Sanji đi. Coi như là lúc đó là Sanji hết giá trị lợi dụng rồi. Sanji chỉ dùng lúc đầu thôi. Đấy chưa? Đá cũng hơi bị ghê đó. Nếu mà Sanji mình full upgrade thì nó sẽ có AOE toàn phần. Nhưng mà full upgrade của Sanji nữa thì nó đam cũng bằng được con Natsu hồi lúc mới đặt đầu tiên đó. Cho nên tính về kinh tế thì không có lợi bằng. Do đó là chúng ta không cần phải up em Sanji lên đâu. Sanji chỉ đi dành để đặt cái lúc đầu vậy thôi. Sanji của tôi level 20 nè, level 20 tức là những con mà có level 20 là những con tôi không đụng tới. Tôi chỉ up lên để hoàn thành cái nhiệm vụ upgrade thôi. Quái nó qua là hơi bị nhiều ha, không sao. Em này sẽ gánh, tuy là không gánh được hết nhưng mà sẽ gánh được một phần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị coi đặt tên một em Natsu ở đây. Đặt Natsu ra rồi là mọi chuyện im ổn, là không sợ gì hết. Chỉ còn lại là ngồi đốt thôi. Rồi quái nè, đốt nè. Cho dù bao nhiêu đây nó vô nhà hay không vô nhà gì cũng không sao hết. Không thua là được rồi. Nè, chuẩn bị quái tới anh nè. Bây giờ là một đám quái đang tới nè. Và tôi có đủ tiền để up bún mắm nè. Nhưng mà thôi không up nha. Cái pha này là không tham tiền được. Tham tiền là dễ chết lắm. Ta sẽ đặt Natsu. Rồi Natsu ra tận. Natsu ra tận là mọi chuyện đều im ổn. Tới màn 6 nè. 6 tên 15 thì Natsu mới bắt đầu ra tận. Thì có Natsu rồi thì chúng ta không cần tới Sanji nữa đâu. Chúng ta cứ bán Sanji đi. Hơi bị phũ phàng nha.
Đó, em ấy đã hết rồi. Sanji là chỉ tới màn 6 là hết giá trị lợi dụng rồi. Chúng ta có 1.300 tiền luôn. Up bún mắm lên. Bán Sanji để có tiền up bún mắm thôi chứ không gì. Đó, đặt thêm kinh doanh một xíu, kiếm một ít tiền nha. Thì Sanji gánh thêm hơi bị tốt. 80 đúng không? Tốt 6 lần là 488, tức là 480 đam. Quái này 480 máu trở xuống thì không sợ nha. Mấy con hồi máu này thì nó cũng không hồi được bao nhiêu á, tốc độ hồi máu của nó chậm lắm. Tốc độ hồi máu chậm hơn tốc độ chết cho nên không sao. Rồi GS một phát. À, đủ 750 luôn, hay quá, up được hai cây bún mắm. Đó, tiền bao la. Thì để cho đảm bảo là lâu lâu sẽ có vài cái con boss cờ lon này nọ nó chạy nó sống chuồng á, thì chúng ta sẽ đặt thêm một em Natsu ở đây nữa. Đó, vậy thôi. Rồi một hồi chúng ta sẽ up Natsu lên. Tại vì nó nhiều nhiều như vậy nào, em lâu lâu nó buồn buồn nó chạy qua nó sót. Mặc dù là Natsu là đánh AoE toàn phần, đam thì không có to, nhưng mà thứ nhất là AoE toàn phần ở lúc đầu, và thứ hai là 3 giây. Đánh 3 giây một lần mà cái đoạn cuối này thì 3 giây quái nó khó chạy qua lắm. Nhưng mà một số con đây đột biến 25 25 điều. Vô thì cũng không thua đâu, nhưng mà mình thấy nó hơi bị nhiều thì mình đặt thêm một em Natsu đây thì đó. Vậy là cái tới lúc chúng ta cần phải up lên rồi. Nãy giờ chủ quan quá. Thấy tưởng là nó gánh tem hơi bị xịn. Rồi bây giờ sẽ up Natsu lên nha. Up Natsu lên một phát. Bấu vô full nó tới luôn nè. Bấu vô full 170. Bấu vô full thì máu nó không nhiều đâu, nó chỉ có được cái mang tiếng là bấu vô full bậy bạ thì thôi. Rồi. Vậy gần up Natsu thì tôi up hai phát thôi, không up nhiều đâu. Up lên nữa thì cũng được, nhưng mà thấy nó tốn tiền, nó hơi phí, cho nên tôi chỉ up hai phát thôi. Một phát nè, phải up thêm một phát nữa thôi, nhưng mà khoan hãy up cái hả? Lo kiếm tiền cái hả? Kiếm tiền up hai con bún mắm này trước. Natsu thì nó gánh được tốt rồi thì không cần phải up liền đâu. 120 nè. Mấy quái này có nhiêu đâu? Có 170 à. Có mấy con cờ lon nè, cho nên chúng ta cần hai chỗ đặt Natsu. Chỗ thứ nhất đánh chết con cờ lon, chỗ thứ hai thì nó sẽ đẻ trứng ra, nó đánh với con đẻ trứng nữa, cho đó nên đặt hai con Natsu thì thủ nó sẽ cứng hơn. Đây tới đây là bấu vô full 2 nha, bấu vô full 2 là chúng ta phải có tiền chúng ta up lên chứ, thôi là đội quân. Hên quá, xém xém tí nữa đội quân thiệt rồi, tại vì là bấu vô full 2 cho nên là phải up lên. Rồi cho lên tiền luôn nha, lâu lâu nó lạc lòi vài con bấu vô full thôi. Chúng ta up hai lần là an toàn nhất, không có sợ bấu vô full 2, và cái vòng tròn của nó bự hơn một xíu thôi, nhưng mà nó đánh 3 giây. Up lên up ray 3 thì nó đánh tới 4 giây lận, tôi thấy nó không ngon, tôi để như vậy thôi. Đó, up ray như thế này thì up ray 2 là được rồi. 206 đánh được 1.200, phạm vi 8 thôi, nhưng mà khó mà chạy qua được nó lắm. Nhất là khi mà đặt ở những vị trí ở cuối cuối như thế này nè. Wow, còn 11 máu luôn, hay quá. Không sao hết, có một con Natsu ở cuối cùng rồi. Đây. Đây là còn sót con nào là đập con đó. Thì tới màn 10 luôn, quá e nó mới bắt đầu tới đây nè. Tại tôi nét hơi nhanh. Rồi đặt thêm vài em Acer vô gánh tem. 1 2 nó. Chỉnh Stronger, Stronger chứ lộn, Stronger đó. Đặt hai em đi. Mình cũng có điều kiện. Thôi để xíu đi ha, để mình up full hai con bún mắm rồi muốn đặt gì đặt. Lên tham quan nè anh em. Quái E thì máu nó không có nhiều đâu. Story model quái E có 400 mà. Hãy sơ tán một phát là ngẫm ngay. 1.900. Tới màn 10 lên 15 rồi vẫn chưa full nha. Hơi bị nghèo đó. Để bán con Acer không. Rồi rồi 2.000, 2.900. Nét một phát chưa đủ nữa anh em. Chờ xíu nó đi rồi mình nét lên 2.700 chưa đủ luôn. Chưa đủ tiền để up một con bún mắm nữa. Đó, quái nó chạy nè. Acer ở đây sẽ rỉa những cái con còn thừa lại. Con nào còn sót lại là rỉa hết. Rồi màn 11 rồi. Lên đặt thêm một hai em Natsu nữa nha. Natsu mình lên trên đây mình đặt luôn. Lên trên góc vuông nè, bữa ra dính nè. Đó. Như vậy là nó khó thoát lắm. Phun lửa tập thể nha, phun nước biến tập thể. Đó, con Ren này nó hồi máu nè. Mấy cái con chạy nhanh này thì nó sẽ không đốt được hết đâu, nó chỉ đốt được một phần thôi. Chủ yếu là đốt mấy con chạy chậm, mấy con đi chậm với mấy con cờ lon là chính thôi. Chứ con chạy nhanh nó đốt không nổi đâu. Đây, cờ lon tới nè nè. Đó, cờ lon nó tới, nó bị đốt chết xong rồi nó đẻ ra nữa. Mà khả năng nó, ở đây chắc nó đẻ ra nó cũng bị chết queo rồi. Tại vì nó đi chậm thế này nó không qua được cái dòng này đâu. Đó, chết tông trứng luôn, nhưng mà như vậy thì vẫn chưa ổn lắm. Đặt thêm một đạn con Natsu đây cũng được, không sao hết. Hai con bún mắm, một con full, một con chưa full. Màn đã 14 đến 15 rồi, vậy thôi để vậy luôn nha. Tôi không up bún mắm lên nữa. Up lên nữa thấy nó cũng không có lợi. Nó muốn tới màn cuối mất tiêu rồi. Up hai em Acer. Vậy thôi. Chỉnh Song G, Song Gate chứ.
Rồi bây giờ thì mình sẽ đi up thêm mấy đặt thêm mấy con Natsu nữa nè. Đặt từ trên xuống tới dưới luôn. Tôi chỉ up rank 2 thôi à, tôi không đặt nhiều đâu. Nhiều cũng không có tiền để đặt nữa. Đó, up rank 2 và phun lửa từ từ vậy thôi. Ở đây nữa đúng không? Mấy cái góc vuông vuông này là đặt hết. Chưa con nào chết hết trơn hay sao không có tiền ta? 917. À đây, nét luôn. Nét cái là tiền bao la. 1. Rồi, cho tiền, bốn mắm cho tiền, 2. Đó, cứ đặt mấy con Natsu lên góc vuông vậy thôi. Thời nay thì chơi Natsu hơi bị khó rồi nên phải tính chủ yếu là cái pha đầu tiên đó là phải đặt Sanji nó gánh tem lúc đầu thôi. Cái lúc sau này thì nó cũng ổn định kinh tế thị trường rồi. Nó cứ thấy góc vuông là đặt Natsu thôi. Đặt xa xa ra xíu để nó ăn cho hết. Đặt gần quá thì nó đánh nó không có đốt cháy hiệu quả các bạn. Cà lon nè nè, thì mình sẽ đặt thêm Rengoku. Tục sĩ diệt boss. Vô 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 vô. Chỉnh Stone Gate luôn. Mấy con E hầu như là con nào cũng chỉnh Stone Gate hết á. Chỉ đánh con mạnh nhất thôi. Ra đây nó đốt nó nướng hai 2.000 hả? 2.000, 1.200. Vậy chứ nó nướng cũng chết queo à. Rồi chỉnh lên nha. Một em lên full. Thêm một em nữa đi. Để giành đánh boss luôn. Thằng này thì boss cũng không có nhiều máu đâu. Khoảng chừng 200.000 máu thôi à. 200.000 quá máu thì nó nướng một xíu là xong thôi. Mấy con này thì chuyện nhỏ. Đó, cà lon coi như xong. Quay lại coi cây nè. Đó, nó cháy từ từ hết cho nó cháy từ đầu tới cuối luôn. Bóng vô full 2, bóng vô full 1 gì nó cháy hết trơn, nó đi tới đây nó muốn chết hết trơn rồi nè. Qua này nó lại đốt thêm một lần nữa. Hơi bị ghê. Đó, nó cháy từ đường đi vậy đó. Mục đích là tôi chỉ cho nó cháy thôi, tôi chỉ rỉa từ từ vậy thôi. Rồi, full lên luôn. Thì ở đây thì để đánh boss thì chúng ta phải có bút đam. Không có bút đam là cũng dễ bị đội quần lắm. Một, hai. Rồi, tôi sẽ bút đam nha. Bút đam thì đặt tới 4 em lận. Một em. Không đủ tiền để đặt hết đâu. Bán bún mắm vậy. À, một em bún mắm, hai em mắm bún. Rồi, vô. Một, hai. Bút 4 con thôi. Bút bút như vậy là bút tuần hoàn, bút mãi mãi rồi. Thêm đây nữa. Đó, một em. Rồi, hai em. Rồi, đặt thêm một em ở đây chơi nữa. Bút lên. Đó. Quái bây giờ bắt đầu nó chạy hơi bị ghê rồi đó. Hơi bị căng rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bút lên. Vậy thôi. Con này mình được bút đam lên hơi bị ghê đó. Natsu mà bút đam lên là 600, bút lên là 1.000 mấy luôn. Nhưng mà ghê nhất là cái con này, Rengoku. Một hồi bút nữa là lên tới 4.000 rưỡi rồi. Bây giờ mới có 3.000 sáu thôi. Bút là lên mắc là 4.000 rưỡi, 4.000 tám rồi. Hồi đó là boss tới nó đập một phát thôi là 15.000 máu. Vô. Rồi. Đó. Natsu cũng lên nè. Tôi không có bút Natsu nhiều. Natsu tôi chỉ để như vậy thôi. Để vậy là thấy là cảm giác đủ xài rồi. Không cần phải tăng nhiều đâu. Rồi. Bút lên. Đó. Thì dũng sĩ diệt boss của tôi là lên tới 4.000 4.000 chín chứ gần 5.000 đam rồi. Rồi đặt thêm một em dũng sĩ diệt boss nữa vậy. Quái kia nó chịu không nổi đâu, nó qua nó cũng ngậm hết à. Không cần phải sợ đâu. Đó, giờ chỉnh Stone Gate đó. Stone Gate hết. rồi hết rồi, bước lên tiếp. Thấy chưa? Acer với Natsu đây cánh tem cũng ổn mà. Đặt hai em Acer thôi. Đánh được E với đánh được những cái con mà tàn dư còn sót lại luôn. Rồi diệt boss thì dùng hai em, ba em Rengoku. Ba em thôi, nhà không có điều kiện. Rồi đâu rồi, bút ram lên tiếp. Đó, bút 22 nhé. Quái nghe nè, quái này quái nọ nè. Natsu thì đốt 700 đam, 700 x 6 là 4.200. Quái 4.200 đặt rồi sẽ bị ngẫm. Con nào mạnh quá thì đưa cho Rengoku nó chém. Chém một phát là hơi bị đau đó. Rồi. 5.000 đam. Cho dù chém bình thường đi nữa, quái vẫn phải tốn 5.000 máu rồi. Khi đó nó tới đây nó còn cái 2-3 ngàn không à, có con cà lon nhiều nè, 22 ngàn. 22 ngàn là máu nhiều nhất rồi, máu nhiều thì sẽ bị Rengoku chém cỡ nào cũng chết à. Lên đó, khó mà qua nổi lắm. Màn 15 mà thì màn này đi nó cũng không khó lắm đâu, tôi nghe nói map mới khó hay sao á, tôi cũng chưa đi tới map mới nữa, giờ tôi mới bắt đầu đi nè. Map này thắng tôi mới có được cái cây chổi chà để tôi leo lên tôi cởi thôi. Tôi hơi bị lười đi story model. Map thì game nó có mấy chế độ à, Trial, Infinity với Story thôi mà còn lười đi á. Phun lửa nó, đúng rồi, phun lửa nó đi. Đó, vô chạy 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 chạy, 5.000 máu nè anh em, con này 5.000 nè. Vậy chưa, rồi mình tăng con này lên một xíu nha. 5.000 cũng hơi ghê đó. Rồi, boost lên, boost đam lên.
Đó, quá chạy, trái, 2.200 máu chết queo. Hai con này 3.000, 5.000 mà còn chết, 3.000 thì không sống được rồi. Còn lại chỉ là boss thôi. Chúng ta chỉ việc ngồi lót dép và chờ boss tới thôi. Đây, boss tới nè anh em. Có mấy con này bán lấy tiền bậy cũng được, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng không có cần thiết đâu. Bán chơi thôi, bán đặt thêm một em Rengoku vậy nữa. Chứ bao nhiêu đây là đủ đập boss rồi. À, để coi cái nó cứ trạng thái full như thế này là không sợ đâu. Lên một em là 15.000, vừa chém vừa đốt, bán luôn em này cho nó gọn nha. Rồi boss lại còn có 120.000. à, đi hai người mới được 200 máu, đi một người có 120 à. 120 thì hơi bị bé, đánh không đã cho lắm. Vô gặp ngay dũng khí diệt boss rồi thì chỉ có thể khóc mà thôi. 70, 80, 60, nó máu nó xuống hơi bị nhiều. Em Rengoku là đánh boss vẫn còn tốt, Natsu thì đánh quái lẻ là chính thôi, chứ đánh boss không ổn đâu. Tại vì đam em ấy không có to, đam mắc luôn nữa cũng có 700 đam à. Rồi còn có 118 nè. Đó, cái này mà có gân động thời gian là bao thắng luôn. Nhưng mà tem này thì tem đốt cháy nên tôi không có xài gân động thời gian, nhưng mà vẫn thắng dễ dàng thôi. Rồi, video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.